Ngày 6 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Châu Phú B tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định điều chuyển, điều động, chỉ định 6 đồng chí. Cụ thể, điều chuyển đồng chí Ngô Hoàng Thanh Tùng, đảng viên, cán bộ giao thông thủy lợi phường, phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý trật tự đô thị phường, tuyển dụng ông La Hoàng Thân, tổ viên, tổ bảo vệ dân phố khóm Châu Long Tư, giữ chức vụ phó trưởng khóm Kim Khớm đội trưởng Khớm Châu Long Tư, điều động đồng chí Lê Văn Sơn, phó bí thư chi bộ, phó trưởng Khớm, Kim Khớm đội trưởng Khớm Châu Thới về Khớm Châu Quế giữ chức vụ phó trưởng Khớm, Kim Khớm đội trưởng Khớm Châu Quế, đồng chí Nguyễn Công Toàn, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng Khớm Châu Quế 3 về ủy ban nhân dân phường nhận nhiệm vụ cán bộ giao thông thủy lợi phường đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệt, bí thư chi bộ, trưởng khóm Châu Quế 2, về khóm Châu Quế 3, chỉ định tham gia chi ủy, giữ chức vụ bí thư chi bộ, trưởng khóm Châu Quế 3. Đồng chí Tăng Đức Cường, đảng viên, chiến sĩ dân quân, thường trực, ban chỉ huy quân sự phường, về khóm Châu Thới, giữ chức vụ phó trưởng khóm, kim khóm đội trưởng khóm Châu Thới. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí được giao nhiệm vụ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban thường vụ Đảng ủy và hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực phẩm chất cùng tập thể cấp ủy cán bộ công chức phường cho phú B cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.